Thanh Tùng kính gửi lời chào tới quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày một tháng 4 năm 2024, tiểu ban Cali đồng ý tăng lương tối thiểu cho các nhân viên làm việc ở ngành thực phẩm thức ăn nhanh. Tăng lên thành tối thiểu 20 đồng một giờ. Việc tăng lương này thì thoạt nghe đó ai cũng ủng hộ rồi bởi vì mức sống ở cali nó quá đắt đỏ tăng lương cho nhân viên nhất là trong ngành thực phẩm là những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống dĩ nhiên là điều mà ai cũng mong muốn nhưng nó có một cái thực tế mà từ lâu rồi người ta đã thấy chứ không phải mới đây là hễ tăng lương thì y như rằng lạm phát tăng theo hễ tăng lương thì y như rằng giá cả có mắt các mặt hàng khác tăng theo còn trong trường hợp này tăng lương tối thiểu cho nhân viên đồng nghĩa với việc chủ của các doanh nghiệp thực phẩm nhanh tại Cali lên tiếng cắt giảm ngay nhân viên. Họ đuổi ngay nhân viên, họ sa thải ngay nhân viên. Để làm chi? Để bù vào cái khoản lương họ phải trả thêm ra cho nhân viên của mình. Như vậy, ở một mặt, nhân viên ngành fast food, tức là thực phẩm nhanh ở tiểu bang Cali được tăng lương. Nhưng ở một cái mặt khác, nó gắn liền như hai mặt của một đồng xu là nhiều nhân viên ngành thực phẩm nhanh sẽ bị sa thải, đã rồi chứ không phải sẽ, đã đang và sẽ bị sa thải vậy, lợi bất cập hại ở chỗ nào? Thanh Tùng sẽ mang đến cái gì câu chuyện liên quan tới việc tăng lương bắt đầu từ ngày hôm nay, 20 đồng một giờ. Và chuyện gì xảy ra kế tiếp? Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio NOR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087 Điện thoại 408 294 2354 Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party thuê các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Thưa quý vị, một đạo luật mới ở California tăng mức lương tối thiểu cho công nhân làm việc ở ngành thức ăn nhanh lên 20 mỹ kim một giờ vào đúng ngày hôm nay là ngày 1 tây tháng 4 2024 đảng dân chủ của tiểu bang cali đã thừa nhận phần lớn lực lượng lao động thường bị bỏ quên là những người kiếm tiền chính trong những gia đình có mức thu nhập thấp khi đạo luật mới có hiệu lực từ hôm nay thứ hai 1 tây tháng 4 2024 những người lao động thuộc ngành thức ăn nhanh ở California sẽ có mức lương cơ bản được bảo đảm cao nhất trong ngành công nghiệp. Mức lương tối thiểu của tiểu bang cho tất cả những người lao động khác là 15 đồng 50 xu cho một giờ. Đây là mức lương tối thiểu của tiểu bang Cali nha quý vị. Và đây là mức lương tối thiểu hiện được xem là cao nhất ở nước Mỹ. 15 đồng 50 xu một giờ là mức lương tối thiểu cao nhất trên toàn nước Mỹ. Nhưng Thanh Tùng nhắc lại Kali họ định ra mức lương tối thiểu 15 đồng 50 Nhưng tùy các thành phố trong tiểu bang Kali Họ có quyền đặt ra mức lương tối thiểu cao hơn Tức là thấp nhất là 15 đồng 50 Nhưng tùy thành phố Có những thành phố phải là 16 đồng Có những thành phố 17 đồng Có những thành phố 18 đồng một giờ là tùy theo thành phố nữa việc áp dụng luật này mang lại sự bảo đảm tài chính nhiều hơn cho một công việc vốn được trả lương thấp, đồng thời đe dọa tăng giá sản phẩm ở tiểu bang, nơi mà có chi phí sinh hoạt cao. Các thành viên của đảng Dân Chủ tại cơ quan lập pháp tiểu bang Cali đã thông qua luật này vào hồi năm ngoái là năm 2023. Trước thực tế, nhiều nhân viên trong số hơn 500.000 người làm việc trong các nhà hàng fast food không phải là thanh thiếu niên kiếm tiền tiêu giặc, mà là những người trưởng thành đang làm việc để nuôi sống gia đình. Luật này được sự ủng hộ của Hiệp hội Thương mại đại diện cho các chủ sở hữu nhượng quyền kỹ nghệ thương mại fast food. Nhưng kể từ khi luật được thông qua, thì nhiều chủ sở hữu nhượng quyền thương mại than phiền về tác động của luật này đối với họ, đặc biệt là trong thời kỳ mà nền kinh tế đang chậm lại của tiểu bang Cali. Ông Alex Johnson chủ sở hữu của 10 nhà hàng Anti Anis Prezzos và Cinnabon ở vùng dịnh San Francisco cho biết doanh số bán hàng chậm lại vào năm 2024 khiến cho ông phải sa thải nhân viên văn phòng và phải nhờ cha mẹ giúp đỡ về vấn đề tiền lương và nhân sự. Việc tăng lương cho nhân viên sẽ khiến cho ông Alex Johnson này tốn khoảng 470.000 đồng mỗi năm. Mỗi năm thêm 470.000 đồng. Nếu áp dụng đúng luật của tiểu bang Cali là trả lương cho nhân viên ít nhất là 20 đồng một giờ. Ông cho biết sẽ phải tăng giá từ 5% tới 15% tại các tiệm của mình và không còn tuyển dụng hay tìm cách mở địa điểm mới ở California nữa. Chuyện này thì ai cũng biết từ trước quý vị Dĩ nhiên ở đâu cũng vậy trơn Hãy cứ tăng lương cho nhân viên Thì y như rằng để bù lại cái khoản tiền Phải trả thêm cho nhân viên đó Chủ của các doanh nghiệp Họ buộc phải tăng giá Chắc chắn luôn Và không riêng gì chủ doanh nghiệp ở Của cái nơi làm ăn buôn bán đó tăng giá Mà giật giá ở những nơi khác Đó thấy lương tối thiểu của nhân viên tăng Nó cũng tăng theo đây là chuyện bình thường thế thôi. Thế thì nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi đã biết như vậy mà sao còn tăng lương? À, câu hỏi, đã biết sẽ dẫn tới hậu quả như vậy sao còn tăng lương chi để dẫn tới hàng loạt người sẽ bị sa thải trong thời gian sắp tới. Ông Alex Johnson nói rằng là tôi cố gắng làm điều đúng đắn cho nhân viên của mình, tôi trả cho họ nhiều nhất có thể, nhưng luật này thực sự đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của chúng tôi. Trong thập niên qua California tăng gấp đôi mức lương tối thiểu cho hầu hết người lao động lên 16 đồng một giờ. Mối quan tâm lớn trong thời gian đó là liệu mức tăng này có khiến cho một số công nhân mất việc hay không, khi chi phí của người sử dụng lao động tăng lên. Thay vào đó, dữ liệu cho thấy tiền lương tăng và việc làm không giảm. Giáo sư kinh tế lao động Michael Rich tại trường Đại học University of California Berkeley cho biết như sau. Tôi rất ngạc nhiên về mức độ ảnh hưởng của tình trạng thất nghiệp đến mức ít hoặc khó đến mức nào. Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi nhận thấy những tác động tích cực đến việc làm. Ngoài ra, vị giáo sư Michael Rees cho biết, trong khi mức lương tối thiểu trên toàn tiểu bang là 16 đồng một giờ, nhiều thành phố lớn hơn của tiểu bang có luật lương tối thiểu riêng đặt mức lương cao hơn mức đó như thành tùng mới vừa giải thích với quý vị. Đối với nhiều nhà hàng thức ăn nhanh, điều này có nghĩa là mức tăng lên 20 đồng một giờ sẽ nhỏ hơn. Luật này phản ánh sự thỏa hiệp được tính toán cẩn thận giữa ngành công nghiệp thức ăn nhanh và các liên đoàn lao động vốn đã đấu tranh về tiền lương, phúc lợi và trách nhiệm pháp lý trong gần 2 năm. Luật này bắt nguồn từ các cuộc đàm phán riêng tư giữa các công đoàn và ngành, bao gồm cả bước bất thường là ký kết các thỏa thuận bảo mật luật áp dụng cho các nhà hàng cung cấp dịch vụ hạn chế hoặc là không có phục vụ tại bàn là một phần của hệ thống của ít nhất 60 cơ sở trên toàn quốc. Các nhà hàng hoạt động bên trong cơ sở tạp quá được miễn trừ, cũng như các nhà hàng sản xuất và bán bánh mì như một món trong thực đơn độc lập. Lúc đầu có vẻ như việc miễn bánh mì được áp dụng cho các nhà hàng Panera Bread. Bloomberg News đưa tin sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích cho Craig Flynn Craig Flynn là ai quý vị? Craig Flynn chính là một nhà tài trợ chiến dịch giàu có cho thống đốc Gavin Newsom Nhưng chính quyền của thống đốc Gavin Newsom cho biết luật tăng lương không áp dụng cho Panera Bread Vì hệ thống này không làm bột tại chỗ Ngoài ra ông Craig Flynn còn tuyên bố sẽ trả lương cho công nhân của mình ít nhất là 20 đồng một giờ các liên đoàn lao động ở tiểu bang cũng giải quyết ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cuộc chiến giữa những người lao động và các doanh nghiệp trong các vận hành ngành công nghiệp để đổi lấy mức lương cao hơn thì các liên đoàn lao động họ đã chấp nhận điều kiện gì với giới chủ nhân của ngành công nghiệp thức ăn nhanh và chủ nhân của các cửa tiệm thức ăn nhanh họ tuyên bố sẽ sa thải nhân viên ra sao. Mời quý vị đón xem sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News sẽ Thanh Tùng. Thanh Tùng đăng kể quý vị nghe câu chuyện bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 4 2024. Lương tối thiểu dành cho các nhân viên làm việc cho ngành thực phẩm thức ăn nhanh, á, ngành fast food được tăng lên tối thiểu là 20 đồng một giờ. Sự việc này đã diễn tiến ra sao trong thời gian vừa qua và hậu quả của nó là hàng loạt các cơ tiệm fast food tuyên bố sẽ cắt giảm nhân viên vì chi phí bị đổi lên và chúng ta là những người đi ăn, người mà tiêu thụ cho các sản phẩm fast food, chúng ta cũng phải gánh chịu một phần trên đôi vai của mình bởi vì chắc chắn là quá đơn sẽ tăng, thức ăn sẽ bị tăng trong thời gian tới. Trước khi mình đến có gì phần tin chi tiết sẽ được giới thiệu với quý gì bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Crackmore Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408 293 5900 thưa quý vị các liên đoàn lao động ở tiểu bang cali cũng giải quyết ít nhất là ở thời điểm hiện tại cuộc chiến giữa những người lao động và các doanh nghiệp trong các vận hành ngành công nghiệp để đổi lấy mức lương cao hơn thì các liên đoàn lao động đã từ bỏ nỗ lực buộc các tập đoàn thức ăn nhanh phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của các nhà điều hành nhượng quyền độc lập của họ ở california một hành động mà có thể làm đảo lộn mô hình kinh doanh mà ngành công nghiệp này dựa vào trong khi đó ngành công nghiệp đã đồng ý rút cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến tiền lương của người lao động ra khỏi lá phiếu của năm 2024. Mức lương tối thiểu mới cho nhân viên ngành thức ăn nhanh sẽ áp dụng cho các nhà hàng có ít nhất là 60 địa điểm trên toàn quốc, ngoại trừ các nhà hàng tự sản xuất và bán bánh mì như là Panera Bread. Theo cơ quan thống kê lao động Hoa Kỳ thì hiện nay, những người làm công việc bán thức ăn nhanh ở California kiếm được trung bình là 16 đồng 60 xu một giờ, hay chỉ hơn 34.000 Mỹ Kim một năm. Con số này thấp hơn tiêu chuẩn đo lường nghèo đói của California dành cho một gia đình 4 người, một thông kê được tính toán bởi Diện Chính sách Công California và Trung tâm Nghèo đói và Bình đẳng Stanford. Có tính đến chi phí nhà ở và các phúc lợi do chính phủ tài trợ. Mức lương tối thiểu 20 đồng một giờ mới chỉ là điểm khởi đầu luật tạo ra một hội đồng thức ăn nhanh có quyền tăng mức lương đó mỗi năm và tăng cho đến năm 2029 bằng 3.5% hoặc dựa giao sự thay đổi mức trung bình của chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ đối với người làm công ăn lương ở thành thị và nhân viên văn thư tùy theo mức nào thấp hơn. Các nhà lập pháp đã thông qua một dự luật riêng vào năm ngoái 2023 nhằm tăng dần mức lương tối thiểu cho nhân viên y tế lên 25 đồng một giờ trong thập niên tới. Mức tăng lương đó sẽ không áp dụng cho các bác sĩ và y tá mà áp dụng cho hầu hết những người làm việc tại bệnh viện, phòng khám lọc máu và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Nhưng không giống như việc tăng lương cho nhân viên của ngành thức ăn nhanh mà thống đốc Gavin Newsom giúp đàm phán, thống đốc vẫn chưa cho biết liệu ông có ký tăng lương cho nhân viên y tế hay không. Vấn đề trở nên phức tạp bởi chương trình Medicaid của tiểu bang vốn là nguồn thu chính của nhiều bệnh viện. Chính quyền thống đốc Gavin Newsom đã ước tính việc tăng lương sẽ khiến tiểu bang tiêu tốn hàng tỷ mỹ kim trong việc tăng cường chi trả cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các công đoàn lao động ủng hộ việc tăng lương chỉ ra một nghiên cứu từ Trung tâm Lao động tại Đại học California Berkeley cho biết chi phí của tiểu bang sẽ được bù đắp bằng việc giảm số lượng người dựa vào các chương trình hỗ trợ cho chính phủ. Thưa quý vị, nhiều công ty, nhiều nhà hàng đang điều hành ở California đang cố gắng giảm bớt chi phí trả thêm tiền lương cho nhân viên làm việc theo giờ khi luật tiểu bang có hiệu lực vào hôm nay thứ hai 1 tháng 4. Theo đó, tăng lương cho công nhân làm việc trong lĩnh vực phục vụ thức ăn nhanh từ 16 đồng lên 20 đồng một giờ. Các giám đốc điều hành tại McDonald's và Chipotle Mexican Grill cho biết thực đơn sắp tăng giá. Đầu tháng này thì công ty El Polo Loco đặt trụ sở tại California nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ bắt đầu tự động hóa dài hoạt động sản xuất sao xa, xa. Và theo tin của báo The Wall Street Journal, thì cửa tiệm Jack in the Box cũng đang thử nghiệm người máy chiên xào và máy pha chế thức uống tự động để giảm bớt nhân viên. Tháng 12 vừa qua, hai chi nhánh nhượng quyền thương mại Pizza Hut quy mô quy mô lớn loan báo sẽ cho tất cả tài xế giao hàng nội bộ thôi việc do đạo luật AB 1228 được cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua và được thống đốc Gavin Newsom ký ban hành thành luật vào tháng 9. Luật này được coi là một biện pháp tăng tiền lương quan trọng cho khoảng 700.000 nhân viên nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh ở tiểu bang vàng. Họ thành lập một nghiệp đoàn quy mô toàn tiểu bang vào tháng trước, sau khi vận động hành lang thành công cho việc tăng lương. Alexander Johnson, gia đình của ông này sở hữu 10 địa điểm anti và Cinnabon ở California, nói với báo The Wall Street Journal rằng ông cho khoảng 10 nhân viên nghỉ bớt, cho khoảng 10 nhân viên nghỉ bớt và cha mẹ 73 tuổi của ông phải quay trở lại làm việc tại các nhà hàng của họ để tiết kiệm chi phí lao động. Chủ sở hữu các địa điểm như là Round Table Pizza ở California, Excalibur Pizza cho biết trong một thông báo của tiểu bang rằng họ sẽ cho 73 tài xế nghỉ bớt vào giữa tháng 4. Mặc dù tất cả các nhà kinh doanh thức ăn nhanh sẽ cần phải sửa đổi hoặc đơn giản là giảm bớt các loại chi phí bị đổi lên, nhưng vẫn còn phải xem liệu luật định mới có dẫn tới việc cắt giảm nhiều việc làm trong toàn ngành hay không. Ước tính có khoảng 70% cư dân California ăn thức ăn nhanh mỗi tuần. Đa số, không riêng dân Cali mà người dân nước Mỹ là khách hàng của fast food, của thức ăn nhanh. Quý vị cũng vậy, Thanh Tùng cũng vậy, burger nè, rồi sandwich nè, đúng không quý vị? hay tỉnh thoảng mình ghé các tiệm salad nè. Mình ăn. Và bây giờ, một mặt chúng ta chúc mừng, chúc mừng cho các anh chị làm việc trong ngành thức ăn nhanh kể từ ngày hôm nay được tăng lương tối thiểu. Nhưng ở mặt khác, chúng ta nhìn thấy cũng lo ngại cho các anh chị đó, bởi vì chủ của họ một mặt phải tăng lương cho nhân viên và mặt khác họ phải tìm cách để bù lại cái phần tăng lương đó bằng cách cho nhân viên nghỉ việc họ sẽ kiếm người máy vào chiên xào nấu nướng ở bên trong cửa tiệm. Tức là một mặt nhân viên có thêm lương tối thiểu nhưng mặt khác nguy cơ bị đuổi việc rất là cao. Quý vị có thấy còn những cái hậu quả khác xảy ra đó là chủ bên cạnh việc đuổi nhân viên, họ sẽ tăng giá trong menu trong cái các món ăn mà họ phục vụ cho mình. Tăng bao nhiêu là quyền của họ mà. Quý vị thấy không? Thành ra Sắp tới, khi quý vị đi đến các tiệm thức ăn nhanh, chuẩn bị tinh thần, nhìn kỹ và qua đơn, có thể giá nó sẽ tăng đôi chút, thì mình hiểu lý do vì sao. Rất nhiều người, rất nhiều người, Thanh Tùng thấy đặt ra cái câu hỏi rằng là, là tại sao lại phải tăng lương? Tại sao lại phải tăng lương cho ngành thức ăn nhanh? Tăng lương làm gì để dẫn tới hậu quả như vậy? Nhưng có dự đồng ý rằng nếu không tăng lương, thì làm sao các nhân viên trong ngành thực phẩm nhanh họ có thể sống còn được? giữa lúc mà giật giá mỗi ngày một leo thang cái nó có dậm chân tại chỗ ngay nơi có cái mức sinh hoạt phí cái chi phí cho sinh cho cho sinh hoạt ở Cali nó cao hơn nhiều đắt đỏ hơn nhiều so với các tiểu bang khác câu trả lời là đúng hay sai nên hay không tăng lương như thế này quý vị cho thanh tùng được nghe ý kiến của quý vị ở phần bình luận bên dưới clip của ngày hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho Hot News với Thanh Tùng. Hẹn gặp quý vị tiết mục này vào thứ tư.